không không thích quay lộ hết hàng. Đây bác ngó cái xem là nó có thơm tho thầy trẻ không? Em đấy. Bác là đôi này đầu tiên em mua của mình. Đưa khi em biết xong cái là em không bao giờ mua được ở đâu nữa. Đưa cái điện thoại ra chỗ này các bác xem nó lại bị ù. Khang Minh TBL kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em. Hôm nay Khang Minh đón các bác bên Hải Phòng xuống này và Bắc Thành bên Hà Nội. Bên Hà Nội, bên Ninh Hiệp. Bác đây là vua mặt đất, Bắc Thành đặt em chắc là cách đây khoảng 1 tháng rưỡi, gần 2 tháng. Hôm nay Khang Minh từ cái video hôm qua Khang Minh có nói qua là Khang Minh bớt cái phần còn lại để cho chủ nhân đến và tự bác Thành khui lốt cái phần còn lại ly lông cái cặp của bác. Các bác xem qua nó có đẹp xuất sắc như lời Khang Minh nói hay không? Xem nào. Thế thôi nha. Có thơm tho không anh? kia, dao kia. Mấy con dao cơ? Mở ra mà lại muốn gói vào. Thôi anh anh sợ, vâng, sợ mất lần đầu tiên sợ mất mùi. Các bác này em mua đôi loa đầu tiên của chú. Là đẹp nhỉ. Đấy. Cây hồng hồng thích ở chỗ chỗ thằng Ngọc Quán Toan đấy. Đây, các bác nó hơi cái góc quay này nó hơi tối một chút nhỉ. Khang Minh quay cái góc này các bác xem cái lóc loa nhá. Đấy, các bác thấy không? Đẹp quá. Lóc loa này. Hôm nay Khang Minh cùng một lúc mà các bác Thành bên Hà Nội với lại ba bác bên Hải Phòng kính như hẹn nhau. Rất là trùng hợp. Ba bác bên Hải Phòng xuống xem của Khang Minh đẩy rồi thì cái cặp mà giờ 838 hôm qua Khang Minh lên kênh. Cái cặp này thì không, đây thì không sợ quay mặt đâu, cứ quay cả mặt. Vâng. Không giấu ai cả. Có mỗi bác Thành nhà em là gọi là dân chơi rồi. Nhà là chật GB rồi nhưng mà vẫn cứ phải lòng. Cái cặp 838 này cũng là một trong những cái cặp mà Khang Minh cảm thấy nó hiếm gặp luôn. Chứ không phải là trên cái phương diện mà nhìn nhận khách quan nhất. Chứ không phải là cứ có hàng mà khen nhá các bác nhá. Các bác quý anh em cứ xem trực tiếp trên kênh của Khang Minh thì mọi người nắm được. Nó đẹp và nó giá trị và nó ít gặp như thế nào. Ba bác ơi, trẻ thật. Ba bác là năm mấy 60 tuổi rồi các bác này. Nhưng mà các bác Hải Phòng thì không làm chơi âm nhạc cũng là 63 đó, bác này 63 này. Các bác ở dưới Hải Phòng, Hải Dương cũng là một trong những tỉnh thành mà quân nghiện các bác ở dưới Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Hà Tây, Hà Nội là một trong những tỉnh thành khu vực phía Bắc mà chơi về đồ xịn, chơi về đồ Mỹ rất là đẳng cấp và có phong trào luôn. Quảng Ninh nữa. Còn trong Sài Gòn thì các bác và quý anh em chơi đồ xịn thì vô vàn rồi. Bởi vì trong Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì cái điều kiện kinh tế của các bác quý anh em trong đó thì nó khác với lại miền Bắc. Những ngày tới Khang Minh sẽ hẹn gặp lại các bác và quý anh em cái cặp 4733XF nên 1-2 chương trình của bác Tiếp trong Bình Dương. Bác Tiếp cũng đặt Khang Minh cái cặp đó cách đây gần 1 tháng mà bác Tiếp đã chuyển tiền cho Khang Minh 100%. Bác Tiếp cũng có nhu cầu là Khang Minh thiết kế cho bác Tiếp cái lưới carbon chống bụi, chống nước kiểu như là 725 ấy, nhìn vào sẽ đen thui. Và bác Tiếp lấy thêm cả dây loa rồi thì
có những cọng dây loa mà Khang Minh khách hàng gửi từ từ Mỹ về mà tặng Khang Minh. Bác Tiếp muốn sở hữu cái hai cái cọng dây đó. Hai cọng dây đó mỗi cọng 10 mét. Mỗi cọng 10 mét. Khang Minh có cái video Khang Minh giới thiệu mấy cái cọng dây đó mỗi cọng 10 mét mà các bác biết không, cái tiền dây hai cọng 20 mét, 20 mét nhân với 400.000 tức là 8 triệu hai cái cọng dây đó. Mà bác Tiếp ok luôn, bởi vì cái dây thì nó bên Mỹ nó loanh quanh độ 200 mấy một mét thôi. Nhưng mà cái tiền ship và tiền vận chuyển về Việt Nam nó tới lên đến nó tới 400 hơn 400 ngàn trên một mét, cho nên là gọi là một tiền gà ba tiền thóc. Nhưng mà những cái dây đó ở Việt Nam gần như không có. Đó, Khang Minh có những cái video mà ngày hôm nay các bác và quý anh em đến trải nghiệm những cái đồ trên Khang Minh. Đây là cái thùng mà cửa đào 2402. Đó. Bác Thành bên cạnh trái Khang Minh đang nói chuyện với mấy bác bên Hải Phòng này, là biết Khang Minh hơi muộn, nhưng mà em vẫn muốn bảo với các bác và quý anh em trên toàn quốc là không có gì là muộn cả, bởi vì các bác còn chơi còn lâu dài, mọi người chơi còn cả đời cơ mà, có phải là mình chơi xong là bây giờ mình thôi đâu, cho nên là không có gì là muộn cả. Bác lái xe nóng thì vào trong nhà ngồi cho mát. Để các bác bên ngoài này các bác ngắm đồ của các bác tí thì lát nữa. Thời tiết rất là oi, như là đấy, ngoài này nhà em như cái lò luôn. Vâng, thì sau gọi xe, em gọi cái xe 5 tạ thằng em bên cạnh đây. Thôi Khang Minh xin dừng video tại đây các bác nhé, để Khang Minh tiếp đón các bác và quý khách hàng ở các tỉnh lân cận đến Khang Minh ngày hôm nay. Mùng 6 tháng 6, 11 giờ kém 15 rồi. Khang Minh hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video tiếp theo.